Chào các bạn học sinh thân mến, chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 5, cùng nhau giải những cái đề để ôn thi vào chương trình tiếng Anh lớp 6 thi điểm. Hôm nay chúng ta giải đề số 3 nhé. Rồi, bài 1 La Mã, quan trọng từ không cùng nhóm này, các loại đấy. Rồi, 1. Australia, nước Úc, Việt Nam là nước Việt Nam, Japanese là người Nhật Bản, England là nước Anh. Vậy rõ ràng, phân vào câu C thôi. Rồi, câu số 2. Monday là thứ 2, Saturday là thứ 7, mọi tháng 3, Friday là thứ 6. Vậy rõ ràng, khoanh câu C. Rồi, câu số 3. Name là tên, đây là ngày, week là tuần, month là tháng. Đây, week, month thì nó liên quan với nhau, còn name không liên quan gì hết. Vậy chúng ta quan vào name. Câu số 4, 4 là số 4, 5 là khỏe, 5 này là số 5 này, 11 là số 11. Mấy bạn hay nhầm cái 5 này và 5 này ha. Vậy chúng ta khoan vào câu B nha. Rồi, chúng ta qua bài tiếp theo, qua bài số 2 La Mã, đó là hoàn thành câu dùng từ trong không nè. Giờ chúng ta có từ bird là con chim, December là tháng 12, skirt là váy, shorts là áo sơ mi, November là tháng 11. Bây giờ chúng ta điền vô, mẹ của tôi đưa cho tôi một cái gì mới vào sinh nhật của tôi, một cái áo sơ mi hoặc một cái váy. Để chúng ta coi, cô ấy rất là xinh đẹp trong cái váy đó. Mà cô gái thì xài váy đi, váy bỏ đây và áo sơ mi bỏ đây. Rồi, ngày Noel, ngày Giáng sinh là ngày 25 tháng 12. Vậy chúng ta phải điền December vào đây. Câu số 4, con chim thì đang hát trên cành cây. Ở đây chúng ta sẽ khoanh vào bird, con chim. Rồi, ngày nhà giáo ở Việt Nam là ngày 20 tháng 10, 20 tháng 11. Chúng ta để November ở đây nhé. Bài 3 La Mã, điền một từ thích hợp để hoàn thành bài hội thoại sau. Linda và Nam đang nói chuyện với nhau này. Hello, I am Linda. What's your name? Hi, Linda. I'm Nam. Where are you from? I'm from Vietnam. What about you? I'm from England. I'm English. Nice to meet you. Nice to meet you too. Bài này rất là dễ. Rồi, trong bài dưới nào, chọn vào câu trả lời đúng nhất. He là chủ ngữ số ít, ghép phải có sờ. Chúng ta khoan vào câu A. Câu số 2. Đây là câu hỏi thì đơ phải đầu câu chứ không thể như cái câu A này được. Chúng ta chọn câu B. Câu số 5, what time do you go to work? Tức là bạn đi làm lúc mấy giờ? Chúng ta phải có do ở đây, câu này không có do là sai. Câu số 4, câu A này là đúng vì có on, có giới từ on, còn câu dưới sai vì không có giới từ gì cả. Dịch sang tiếng Anh, bạn sống cùng với ai? Chúng ta viết như sau. Who do you live with? Who do you live with? Bạn sống với ai? Anh ấy đến từ nước Anh, là he is from England. He is from England nha. Right, okay.